Vâng, em đã đấu nối xong và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm chất âm của bộ ba sản phẩm này. Gồm có đôi loa JBL L300 Summit và chiếc âm ly đến từ thương hiệu Lichman, có model là L590 AXMK2 và chiếc đầu Lichman D03X. Và em sẽ test với một bài nhạc của ca sĩ Tuấn Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Hãy không